Ngày 21 tháng 3, Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết đã tạm giữ Nguyễn Chí Tâm, 35 tuổi, quê Đồng Tháp để điều tra hành vi hiếp dâm, bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, Tâm và chị S, 36 tuổi, từng có quan hệ tình cảm với nhau, nhưng do mâu thuẫn nên chị S đề nghị chia tay. Ngày 20 tháng 3, Tâm tìm đến tiệm spa của chị S ở phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, khống chế để ép chị này quan hệ tình dục. Sau khi quan hệ tình dục, Tâm yêu cầu chị S phải chuyển cho Tâm 300 triệu đồng để làm ăn, nhưng chị S không có tiền và chỉ chuyển 10 triệu đồng. Sau đó, hai người nảy sinh mâu thuẫn, người đàn ông đã dùng hung khí khống chế người phụ nữ và cố thủ bên trong nhà. Sau khoảng 8 tiếng đồng hồ vận động, thuyết phục nhưng Tâm vẫn ngoan cố không ra đầu thú. Công an thành phố Thủ Dầu Một đã phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh Bình Dương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ khống chế, bắt giữ Tâm và giải cứu chị S đảm bảo an toàn.